Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật không phải là khuyết điểm một sớm một chiều, mà là do cán bộ trượt dài tới mấy nhiệm kỳ, nên khi thanh tra kiểm tra đã cho thấy vi phạm. Ông Phạm Thế Duyệt khẳng định công tác tổ chức cán bộ là cái gốc quyết định sự nghiệp của Đảng. Công tác tổ chức cán bộ nó là nguyên nhân của mọi vấn đề. Tốt xấu, tốt cũng là do tổ chức cán bộ, mà xấu cũng là do tổ chức cán bộ. Những người mà có cái mưu cầu cơ hội biết nhìn vào cái quá trình của những người đó để phải hiểu rằng Đảng có tay tổ chức thế sẽ dẫn đến cái có những cái có hại cho Đảng. Chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Hoàng Chí Bảo khẳng định nỗi lo lắng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khi cán bộ của Đảng rơi vào suy thoái biến chất. Bởi vì vướng vào chức quyền địa vị danh lợi thì con người ta đứng trước nguy cơ hư hỏng. Còn với Đảng cách mạng cầm quyền thì nguy cơ lớn nhất là xa dân, nguy cơ thoát ly đời sống thực tế. Do đó giữ được niềm tin của dân đối với Đảng, đòi hỏi Đảng phải hết sức trong sáng về đạo đức. Một Đảng có trong sạch mới vững mạnh được. Bác luôn luôn căn dặn và giáo dục chúng ta là nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động, phải giữ được lòng tin của nhân dân bằng đức hy sinh, bằng sự gương mẫu, mà bác là một mẫu mực, cái bài học có dũng khí đánh bại